Heya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spider Room. Và hôm nay là bài viết của tác giả Kira Ngô. Tư duy như thế nào cho nhẹ đầu đón năm mới? Khi mà tôi vẫn còn nhỡ tay viết 2021 vào tờ giấy, thì 2022 đã sắp trôi qua. Thời điểm này mỗi năm, tôi hay ngồi lại đánh giá xem là năm cũ đã trôi qua như thế nào và lập kế hoạch cải thiện năm mới ra làm sao. Tuy nhiên thì do ảnh hưởng kéo dài của Covid-19, 2022 là một cơn lốc xoáy với hàng chục sự kiện đau đầu lớn nhỏ mà chỉ nghĩ đến thôi là cũng thấy choáng váng lắm rồi. Với nhiều người, 2022 cũng là một năm đầy biến động như thế. 2023 thậm chí là còn có thể tồi tệ hơn, bởi đón đầu chúng ta khả năng cao sẽ là một đợt suy thoái kinh tế. Trước những chuyển mình to lớn như vậy ở kinh tế, chính trị hay xã hội, thì tôi thấy mình cần có một cái đổ lạnh hơn để làm chủ những dòng tư duy của mình. Tôi không muốn mình đắm chìm vào những thất bại của năm cũ hay là quá lạc quan khi hướng về tương lai. Cái đổ lạnh ở đây không phải là cái đổ lạnh hoàn toàn mâu thuẫn với trái tim nóng. Lạnh ở đây là tư duy hiệu quả hơn, nhẹ nhàng hơn, để nhanh nguội hơn trước khi kịp cháy máy. Để làm được điều này, cha đẻ của trường phái tâm lý trị liệu nhận thức và hành vi, Aaron Beck, và người học trò của mình là tiến sĩ David Burns, cho rằng chúng ta cần nhận diện ra những lỗi tư duy hay là các nhận thức sai lệch của bản thân để chủ động thay đổi chúng. Nhưng mà nếu chỉ đọc về các lỗi tư duy mà không dành thời gian để quan sát cách mình tư duy thì sẽ rất khó để thay đổi. Và sau đây là những lỗi tư duy mà tôi quan sát được ở bản thân cũng như là ở những người xung quanh và cũng tham khảo từ các tài liệu của hai nhà tâm lý trị liệu. Thứ nhất, quá tập trung vào tiểu tiết, chuyện bé xé ra to. Cho đến tận ngày hôm nay, sau cả tuần trời rồi mà tôi vẫn thấy lăn tăn vì lỡ nói quá to và đẩy hơi quá mạnh khi tham gia một buổi chia sẻ trước hàng trăm sinh viên. Tới mức mà trước ánh đèn sân khấu, tôi còn thấy rõ cả những giọt mưa xuân. Giọng tôi khi ấy chả khác nào một beatboxer. Nhìn chung thì đó là một bài chia sẻ giàu nội lực. Trước khi ra về, các em sinh viên còn túm tôi lại để xin chữ ký và hỏi han kinh nghiệm thay đổi bản thân. Nhưng mà kể cả như thế, thì tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về những tiếng beatbox mà mình tạo ra. Cảm thấy chưa hài lòng về bản thân. Và chính cái cảm giác không hài lòng với bản thân này đã kéo tôi rơi vào hằng hà sa số những suy nghĩ tiêu cực khác về chính mình. Hay đây không phải là nghề hợp với mình nhỉ? Hay do mình quá kém và thiếu kinh nghiệm? Tôi vốn không sợ thất bại, nhưng mà tôi sợ những suy nghĩ khiến cho mình không dám cố gắng đứng lên. Đây là một ví dụ điển hình cho tầm ảnh hưởng to lớn của những tiểu tiết. Và nếu như mà ảnh hưởng tiêu cực của chúng không được hòa giải sớm ấy, thì chúng sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí bạn và tôi. Ok, có vẻ là vẫn chưa rõ đúng không? Để tôi lấy ví dụ rõ hơn này. Nhiều khi, chỉ cần một lời bình luận ác ý thôi, bạn đã phải đau đầu đánh giá lại toàn bộ bản thân mình. Bất chấp là bạn đã thành công tuyệt vời như thế nào, bạn đã phải phấn đấu cực liệt ra làm sao. Các bạn có thể thấy được là số lượng ngôi sao rơi vào trầm cảm với những lời bình luận ác ý nhiều vô kể. Kể cả những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất như là Miley Cyrus hay là Justin Bieber cũng đều từng trải qua những đợt trị liệu tâm lý dài hạn vì cảm nhận không tốt về bản thân sau những lời bình phẩm ác ý, bất chấp họ có hàng trăm, hàng triệu fan hâm mộ. Nếu như mà nhìn từ ngoài vào, thì rất dễ để chúng ta nhìn thấy được những điều mà người trong cuộc không tài nào nhìn thấy được. Bởi khi ấy, thế giới của họ chỉ toàn những điều tiêu cực phương vãi khắp mọi nơi. Các nghiên cứu khoa học từ những năm 1997 đã cho thấy lối tư duy chú tâm quá mức vào một chi tiết tiêu cực có liên quan chặt chẽ đến các vấn đề về sức khỏe tinh thần, đặc biệt là trầm cảm và lo âu. Cũng dễ hiểu thôi, một khi những chi tiết và cảm xúc tiêu cực này trở thành toàn bộ hiện thực, thì ta khó có thể nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế và chính xác hơn. Mọi thứ khi ấy sẽ chỉ toàn một màu xám xịt và những ngõ cụt không lối thoát. Sang năm 2023, khi đối diện với những tình huống như thế này, thì tôi sẽ cho phép mình lùi lại một bước để trả lời những câu hỏi sau. Thứ nhất, hãy nhìn một cách tổng thể xem có điều gì tích cực đã xảy ra hay không. Thứ hai, đặt những điều tích cực và tiêu cực lên bản cân
cái nào đang có ảnh hưởng nhiều hơn. Thứ ba, tôi có thể làm gì tiếp theo để cải thiện những điều tiêu cực này? Sau khi mà đã tách mình ra khỏi vấn đề, nhìn mọi chuyện một cách bao quát hơn và có kế hoạch thay đổi cụ thể, thì tôi và bạn có thể tạm gạt đi những chi tiết kia ra một bên của câu chuyện. Vội vã đưa ra kết luận. Thà kết luận nhầm còn hơn là bỏ sót. Đã bao giờ bạn vội đưa ra một kết luận nào đó dựa trên cảm tính mà quên mất đi việc đánh giá tình huống sao cho thật khách quan hay chưa? Cho dù cảm tính của bạn có chính xác tới đâu thì nó vẫn mắc những lỗi điển hình của sự vội vã. Thứ nhất là phần lớn những kết luận được đưa ra hoàn toàn dựa trên cảm tính. Khi chúng ta giả định rằng mình biết suy nghĩ của người khác, giả sử như người mà bạn đang crush chưa kịp nhắn tin lại trong vòng 5 phút thì bạn đã vội kết luận rằng là họ không có tình cảm hay không quan tâm gì tới mình, mà quên mất rằng rất có thể họ đang vội đi tắm hoặc là đang dọn dẹp nhà cửa gì đó. Hay là khi đi làm chẳng hạn, bạn cứ đinh ninh rằng một đồng nghiệp khác đang ghét mình, trong khi thì trên thực tế họ là người có gương mặt luôn luôn đáng sợ và mệt mỏi như vậy 24/7. Một phần thì những suy nghĩ đó tồn tại cũng vì ẩn sâu bên trong có thể bạn cũng chưa thực sự cảm thấy đủ tin tưởng và yêu thương bản thân mình. Thứ hai là những dự báo vô căn cứ. Đặc biệt là khi cảm thấy chưa tự tin về bản thân, chúng ta thường có những dự đoán tiêu cực về kết quả của công việc sắp tới. Ôi, chắc mình sẽ không làm được đâu. Mình sẽ quên bài. Mình sẽ bó tay với cái nhiệm vụ đó. Trong khi trước đó, mình đã từng hoàn thành những nhiệm vụ tương đồng như vậy. Một lần nữa, thì ta lại bị đánh lừa bởi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực nhất thời và vội vàng đưa ra những kết luận cực kỳ thiếu chính xác dựa trên những trải nghiệm rất hạn chế từ quá khứ. Chắc chắn rằng không phải kết luận nào dựa trên cảm tính cũng là sai, nhưng mà một khi sai thì chúng ta trở nên khá là phiền toái đấy. Vì vậy cho nên trước khi mà đưa ra kết luận quan trọng, có 3 câu hỏi quan trọng cần được trả lời như sau. Thứ nhất, những minh chứng cho kết luận của tôi có chính xác hay không? Thứ hai, những minh chứng đó có bị cảm xúc làm cho méo mó hay không? Thứ ba, có cách giải thích nào khác cho kết luận của tôi hay không? Hãy nhớ rằng là luôn luôn dừng lại và nghĩ nhiều hơn trước những kết luận quan trọng. Lỗi tư duy thứ ba là tự đổ lỗi cho bản thân. Trước những điều không may xảy ra trong cuộc sống, bạn có nghĩ rằng do tôi, tại tôi, chắc là vì tôi đã làm gì đó không phải, hay là do nghiệp hay không? Việc liên tục đổ lỗi cho bản thân có thể là mầm mống từ thuở ấu thơ, khi bạn còn là một đứa trẻ, khi mà ai ai cũng trách móc bạn rằng là tại con hư, tại con xấu, tại con mà gia đình mình khổ, thì bạn cũng khó có thể tự mình đưa ra những nguyên do khác cho vấn đề thường ngày. Và lâu dần thì bạn trở nên cam chịu với số phận hơn, ngưng đặt câu hỏi về những nguyên nhân của các vấn đề mà bạn gặp phải trong cuộc sống, mà thay vào đó chỉ tặc lưỡi cho qua. Và do đó, việc đổ lỗi cho nghiệp hay là cho bản thân một cách hời hợt cũng là một cách né tránh đối diện các vấn đề. Chắc là bạn cũng từng đau đầu với những người bạn hay là người thân của bạn không biết là phải giúp họ như thế nào, bởi họ đã ngừng cố gắng và chấp nhận mang nghiệp hay là cái số nó phải như vậy. Tôi và bạn cần phải hiểu rằng đây là cách nhìn nhận cuộc đời và quan điểm sống được hình thành một cách vô thức trong hàng chục năm trời. Không dễ gì để yêu cầu thay đổi trong 1-2 ngày. Và khi lỗi tư duy này kết hợp với xu hướng vội vã đưa ra kết luận bên trên, thì chúng ta rất dễ thấy mình là một nạn nhân trong mọi câu chuyện. Người yêu buồn hay là gia đình khó chịu, bạn cũng nhận lỗi về mình. Toàn bộ một dự án thất bại, bạn cũng lại nhận lỗi về mình. Cho dù chúng là sự kiện bạn không thể kiểm soát được và cũng không có trách nhiệm toàn phần với chúng. Quá nhiều gánh nặng như vậy, tôi không biết tới khi nào mới cởi bỏ được hết để thoát vai nạn nhân đây. Thế nhưng mà bạn hãy thử thành thật với bản thân mình xem có bao nhiêu yếu tố gây ra hệ quả vừa rồi và bạn chiếm bao nhiêu phần trăm trong đó. Bạn có phải nguyên nhân lớn nhất hay không? Nếu không thì còn lời giải thích nào khác cho vấn đề này nữa? Và sau khi nhìn nhận rõ ngọn ngành của từng vấn đề rồi thì tôi với bạn có thể dễ dàng tìm ra cách giải quyết từng nguyên nhân một. Lỗi tư duy thứ tư
nghiêm trọng hóa vấn đề. Nếu như mình cứ mãi trầm cảm như thế thì sao nhỉ? Nhỡ mình nói câu này mà chúng mình chia tay thì làm sao? Nhỡ trượt lần này thì làm sao nhỉ? Nhỡ mà cơn đau đầu này là dấu hiệu của ung thư thì sao? Và hàng trăm hàng ngàn câu hỏi vô lý khác mà bạn hay là tôi đã từng đặt ra trong năm. Bởi khi mà đã bình tĩnh và thoải mái, mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Não trước hay là vùng não đảm nhận trách nhiệm tư duy logic có thể tự do hoạt động mà không bị những cảm xúc mạnh mẽ từ vùng não hạch hạnh nhân hay trung khu cảm xúc của não bộ cản lại. Tuy nhiên, một khi đã rơi vào vòng xoáy của việc nghiêm trọng hóa vấn đề ấy mà, hiếm có ai có thể tự động ngắt những suy nghĩ ấy đi mà phủi tay bình thản đứng dậy. Đôi khi, một suy nghĩ vụt qua thôi cũng có thể dẫn tới một viễn cảnh kinh khủng nằm ngoài tầm kiểm soát. Và kết cục có thể là những cơn lo âu tột độ, chống ngực, tay run trước những vấn đề mà người khác có thể cho là hoàn toàn bình thường. Và để giải quyết lỗi tư duy này, không có cách nào khác ngoài việc thực hành các kỹ thuật giúp ta bình tĩnh hơn, như là hít thở thật sâu, tập trung vào các cảm nhận của cơ thể. Chỉ khi bình tĩnh thì ta mới có thể sử dụng phần não tư duy để tìm kiếm những thông tin chính xác hơn cho vấn đề của mình. Lỗi tư duy cuối cùng là tư duy trắng đen. Đây có lẽ là một trong những lỗi tư duy khó nhận diện nhất, bởi nó yêu cầu ta phải so sánh bản thân với người khác để đánh giá chính xác xem là tôi có đang tư duy thiên lệch quá hay không. Không phải mọi vấn đề trong cuộc sống đều được quy định đúng hay là sai, hay trắng đen rõ ràng. Không phải lúc nào thật thà cũng là tốt. Ngay cả việc chỉ đi làm vì đam mê hay là chỉ đi làm vì tiền cũng là cách tiếp cận vấn đề cực kỳ sai lệch. Thực tế thì phần lớn mọi vấn đề đều nằm trong khoảng màu xám, khoảng ở giữa hai thái cực, nơi câu trả lời sẽ cực kỳ ba phải, như kiểu còn tùy. Ví dụ như là, thay vì chỉ đi làm vì đam mê mà không có một xu dính túi, hay là quần quật tối ngày vì tiền mà quên mất niềm vui trong cuộc sống, tùy mục tiêu ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, ta hoàn toàn có thể chọn những công việc đem lại cho ta cả hai thứ đó. Trong những giai đoạn cần nhiều vốn liếng hay là tiền tiêu vặt thì ta sẽ chủ động chọn những công việc lương cao hơn. Còn khi mà đã ổn định hơn thì ta sẽ chuyển qua những công việc cho phép đam mê được tỏa sáng. Việc tư duy nhị nguyên, chỉ trắng hoặc là đen, chỉ sai hoặc là đúng, chỉ cái này hoặc là cái kia sẽ cản trở ta thảo luận và trải nghiệm thêm một bức tranh rõ nét hơn về những điểm còn chưa tỏ tường trong cuộc sống. Giả dụ như thế này nhé. Trong công việc, khi mà khách phản hồi cho agency như thế nào là một sản phẩm hay và tốt, thì cái việc hay và tốt đó phụ thuộc hoàn toàn vào khách hàng. Ngay khi mà khách gán cho sản phẩm một nhãn dán là không hay hay là không tốt, nghĩa là họ đang tắt ngúm mọi hy vọng của người làm sản phẩm để cải thiện nó tốt hơn. Một trường hợp khác thường gặp hơn, đó là khi ta chấp nhận duy nhất hai kết quả cho cuộc sống là thành công và thất bại, và bỏ quên hẳn những bước đi nằm giữa hai thái cực đó. Một lý do nữa mà mình nghĩ tại sao mà tư duy trắng đen lại là một trong những lỗi tư duy thâm niên căn cố như vậy. Chúng ta càng trở nên bảo thủ và cứng nhắc hơn khi cảm thấy sự ổn định hay an toàn của bản thân đang bị đe dọa. Khi ấy chúng ta muốn bám chặt lấy những gì mà chúng ta tin là đúng, bởi đó là thứ duy nhất mà chúng ta dám chắc chắn về. Tuy nhiên thì khi sự bảo thủ ấy khiến chúng ta không thể giao tiếp với đồng đội, cùng người thân hay là không thể tiếp tục hoàn thành một dự án, thì ta lại đang tự làm hại chính tương lai và các mối quan hệ của mình. Do là không sẵn sàng tiếp thu nên là ta sẽ không có cơ hội để hiểu thêm về những quan điểm đầy màu sắc của người khác. Vậy nên là ta cũng không thể biết hết được chúng đúng được bao nhiêu. Và kết quả là ta lại quay về những niềm tin xưa cũ vốn có. Bất kể khi nào nhận ra mình đã có lối tư duy hơi thái quá, hãy thử bước ra xa một chút để quan sát xem những người xung quanh đang nghĩ gì, những trường hợp nào khác có thể xảy ra, ngoài trắng và đen, đúng và sai, thành công và thất bại. Đồng ý rằng não bộ đã tiến hóa hàng triệu năm để tìm ra những con đường tắt, ngắn và đơn giản nhất để đáp ứng mục tiêu sinh tồn và phát triển của loài người. Tuy nhiên, đôi khi những cung đường tắt ấy lại khiến cho chúng ta mất đi sự sáng suốt của việc tư duy thấu đáo. Việc tư duy đôi khi chính là sửa lỗi tư duy. Và trước khi bạn kịp hoảng hốt lo sợ và nghiêm trọng hóa những vấn đề tiêu cực trong cuộc sống, hay là đưa ra những kết luận vội vã, hay là nhất định không chịu đổi góc nhìn, mong bạn hãy dừng lại, cùng tôi trả lời những câu hỏi trên.
Và trên đây chỉ là 5 trong số rất nhiều những nhận thức sai lệch của nhà tâm lý Aaron Beck cùng học trò của mình. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì hãy nhắn cho tác giả ở trong phần bình luận của bài viết trên website. Chúc các bạn có những ngày cuối năm bình an và vui vẻ. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.